Bia đã góp phần thúc đẩy sự trỗi dậy của các nền văn minh định cư. Và dịp cuối tuần, nhiều người thích tụ tập bạn bè, ngồi vỉa hè và nhấm nháp một vài cốc bia. Một số người lại có thói quen tự thưởng cho mình một ly bia vào buổi tối, xem đó như là một hình thức giải khuây tuyệt vời. Nói chung, bia đã trở thành thức uống vô cùng quen thuộc đối với chúng ta. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, bia có từ bao giờ? Thực ra, Bia chưa bao giờ được phát minh, nó được khám phá một cách tình cờ. Nguồn gốc của bia có từ cuối kỷ băng hà, khoảng 10.000 năm trước công nguyên. Khi ấy, người dân ở khu vực lưỡi liềm màu mỡ, vùng Trung Đông và Ai Cập ngày nay, trồng rất nhiều loại cây lương thực, trong đó có lúa mạch. Và họ sớm phát hiện ra rằng, khi ngâm hạt lúa mạch trong nước, chúng sẽ lên men do tinh bột chuyển hóa thành đường. Để thêm vài ngày, họ thu được loại nước có ga, mùi thơm, vị hơi ngọt. Sau khi thưởng thức, mọi người ngay lập tức bị mê hoặc và quyết định tăng cường sản xuất loại thức uống này, đây cũng chính là nguồn gốc của manta, bia mạch nha. Dù được khám phá một cách tình cờ, nhưng bia lại là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự trỗi dậy của những nền văn minh định cư, từ đó thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp. Ban đầu, loài người sống theo kiểu săn bắt và hái lượm, chúng ta hầu như không nghĩ đến việc sử dụng đất đai, cũng không có ý định tích trữ lương thực. Nhưng về sau, khi nhu cầu sử dụng những sản phẩm làm từ ngũ cốc tăng lên đặc biệt là bia và bánh mì thì con người bắt đầu tìm cách gieo trồng ngũ cốc dần dà chúng ta phát hiện ra các loại ngũ cốc có thể được dự trữ trong khoảng thời gian vài tháng thậm chí vài năm và quan trọng hơn chúng ta có xu hướng ở yên một chỗ để gieo trồng và bảo vệ các kho dự trữ của mình đây chính là tiền đề để những nền văn minh định cư xuất hiện cũng từ đây Nông nghiệp phát triển như một điều tất yếu. Nhu cầu về bia và bánh mì càng cao thì con người càng trồng nhiều ngũ cốc. Đặc biệt, khu chăm sóc cây trồng bắt đầu được chú trọng, đơn giản vì chúng ta muốn nâng cao sản lượng nông nghiệp. Không dừng lại ở đó, bia còn trở thành một phần quan trọng trong đời sống văn hóa ở nhiều khu vực. Nó là một biểu tượng của cuộc sống văn minh. Mời bia được xem là một biểu hiện của lòng hiếu khách. Bia thậm chí còn được sử dụng trong một số nghi lễ tôn giáo và sự kiện cấp nhà nước. Bia được mô tả là thức uống của loài người văn minh trong sử thi Gilgamesh, một thiên anh hùng ca lưỡng hà, thường được xem là tác phẩm văn học cổ nhất còn tồn tại. Thậm chí trong tác phẩm này, người ta còn tìm thấy một số công thức nấu bia từ ngũ cốc của người Summer. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast tại kênh Sách Tinh Gọn. Để đọc và nghe nội dung tinh gọn của hàng nghìn quyển sách khác, bạn có thể tải ứng dụng sách tinh gọn tại website sách com hoặc tìm kiếm từ khóa sách tinh gọn trên App Store và CH Play. Chúc bạn có được những giây phút đọc sách thật thoải mái.